tại huyện Cam Lộ, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam ngày 6 tháng 6 năm 1973, 6 tháng 6 năm 2023. Dự lễ kỷ niệm có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại diện các bộ ban ngành, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ. Cách đây 50 năm, Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam đã chuyển trụ sở từ Tây Ninh ra vùng giải phóng Quảng Trị. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1973, tại trụ sở khu Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ meeting trọng thể. Sau đó đã có buổi họp đầu tiên đề ra nhiều quyết sách quan trọng. Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam đã tham gia các phong trào, tổ chức tiến bộ trên thế giới, cử nhiều đoàn cấp cao thăm các nước, tham dự các hội nghị quốc tế, ra tuyên bố vạch trần âm mưu của Mỹ, hậu thuẫn chính quyền Sài Gòn, vi phạm Hiệp định Paris, không ngừng gây tội ác với người dân, đồng thời vận động các nước tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, việc chuyển trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam ra Quảng Trị thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, nâng cao giá trị biểu tượng của ý chí, khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước, đồng thời phát huy vai trò của Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam, tăng cường vị thế chính trị trên trường quốc tế, đánh dấu sự lớn mạnh của Cách mạng miền Nam Việt Nam. Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam đã khẳng định đậm nét vai trò chính trị của mình trên trường quốc tế, có những đóng góp rất quan trọng cùng quân và dân ta đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước để đến thắng lợi hoàn toàn và tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam Bắc.